Bạn biết không, bò Ba Man là giống bò có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng hiện nay nó lại rất phổ biến ở các trang trại của Mỹ. Và đặc biệt hơn cả, đây là một trong những giống bò lớn nhất trên thế giới, với trọng lượng cơ thể trung bình của những con bò trưởng thành là từ 500 đến 700kg. Vậy, làm thế nào để họ có thể nuôi những con bò lớn nhất thế giới này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video sau đây nhé! Trang trại nuôi những con bò lớn nhất thế giới. Những gia súc này là động vật rất mạnh mẽ và khỏe mạnh. Chúng có khả năng chịu nhiệt, ánh sáng mặt trời và độ ẩm cao. Chúng cũng có sức đề kháng tốt với ký sinh trùng. Giống bò này đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là vùng nhiệt đới. Để kinh doanh chăn nuôi thành công thì trước hết bạn cần phải làm nhà ở cho bò Ba Man. Sắp xếp một hệ thống chuồng trại tốt với tất cả các tiện nghi cần thiết là một phần quan trọng khác trong kinh doanh chăn nuôi bò Ba Man. Bởi vì một khu nhà ở tốt không chỉ giúp vật nuôi khỏe mạnh mà còn giúp chúng tránh khỏi điều kiện thời tiết bất lợi và những kẻ săn mồi hoang dã. Gia súc Ba Man được phân loại là động vật có kích thước trung bình đến lớn, vì vậy chúng sẽ cần nhiều không gian chuồng trại hơn so với các giống gia súc có kích thước trung bình. Bên trong khu nhà ở, họ sẽ lắp đặt hệ thống thông gió tốt và đảm bảo luồng không khí trong lành và ánh sáng đầy đủ cho bò Ba Man. Đối với những người chủ trang trại, họ thường sử dụng phương pháp lai tạo giống bò Ba Man bằng cách giữ lại con đực và cái. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ mua về những con vật có chất lượng rất tốt, khỏe mạnh, năng động và không mắc bệnh để bắt đầu kinh doanh chăn nuôi gia súc Ba Man của mình. Vì vậy, vật nuôi chất lượng tốt luôn đảm bảo sản lượng tốt và lợi nhuận tối đa. Cho dù bò Ba Man đẻ một hay là 1.000 con một năm, bất cứ lúc nào một con bò mới được sinh ra và thành bò con trong trang trại đều tạo nên một ngày thú vị. Thời gian đầu, con bò con sẽ ở với mẹ, nhưng sau đó chúng sẽ tập trung lại với nhau, sẽ được ăn uống và phát triển độc lập. Đây là phần quan trọng nhất trong kinh doanh chăn nuôi gia súc Ba Man. Vì thức ăn ngon, bổ dưỡng không chỉ giúp cho vật nuôi khỏe mạnh mà còn giúp chúng phát triển tốt hơn, cho năng suất cao hơn. Những thức ăn thương mại, thức ăn ủ chua, rau xanh, ngũ cốc sẽ là những lựa chọn tuyệt vời cho bò. Bò Ba Man được sinh ra với khả năng đề kháng tự nhiên, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không bao giờ bệnh tật. Họ thường xuyên tắm rửa và khám sức khỏe cho bò Ba Man để phòng tránh bệnh tật và cứu chữa kịp thời.
Brahman hơi nhút nhát nhưng cực kỳ thông minh. Trí nhớ tuyệt vời của nó có thể khiến nó trở thành người bạn tốt nhất hoặc cơn ác mộng tồi tệ nhất của chủ sở hữu gia súc. Tuy nhiên, nếu bị xử lý thô bạo hoặc không thường xuyên, Brahman sẽ phản ứng bằng sự lo lắng cực độ hoặc là hung hăng. Bò Brahman sau khi đã trưởng thành thì sẽ phục vụ cho nhiều mục đích như lấy thịt và sữa. Đặc biệt, chúng sản xuất nhiều sữa hơn các giống bò sữa truyền thống. Sữa của bò Brahman bổ sung rất nhiều hàm lượng chất béo và protein tốt cho sức khỏe con người. Giống bò sữa Brahman này đã đóng góp khoảng 24% tổng đàn bò sữa hiện nay của Hoa Kỳ. Ngoài tác dụng đó ra, giống bò lớn nhất thế giới này được đem đi để tham gia vào các lễ hội hoặc là sử dụng để đấu giá với mức giá lên tới hàng nghìn USD. Những người đấu giá cho rằng họ rất yêu thích giống bò này vì hình dáng khổng lồ và tính tình hiền lành, đáng yêu của nó. Thịt bò Brahman ở Mỹ hiện đang có sẵn tại các cửa hàng và có thể được giao hàng tận nơi nhanh chóng, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Cho dù bạn đang muốn thưởng thức món bít tết mềm, món nướng, cốt lết hay hơn thế nữa, thì bò Brahman đều có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Video hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Hãy comment cho chúng mình cùng được biết nhé. Đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.